học ngày hôm nay. Trong buổi học ngày hôm nay, thầy và các em sẽ đi ôn tập lại nội dung kiến thức của phân môn tiếng Việt lớp 2 từ tuần 1 cho đến tuần 10. Thì thầy lưu ý với các em trong cái phần ôn tập này là thầy chỉ nên những cái nội dung trọng tâm của bài tiếng Việt để các em có thể nắm được và ôn lại được cách viết của một đoạn văn. Bây giờ chúng ta sẽ đến cụ thể từng bài tập một. Đầu tiên các em đi tìm hiểu bài tập số 1. Sắp xếp các câu cho đúng thứ tự. A. Chim gáy đậu trên cây thấy kiến bị nạn, vội bay đi gấp một cành khô thả xuống dòng suối để cứu. B. Một hôm kiến khát quá bèn bò xuống suối uống nước. C. Kiến bám vào cành cây phát chết. D. Chẳng may trượt ngã, kiến bị dòng nước cuốn đi. Thì bây giờ các em sẽ suy nghĩ và sắp xếp lại các câu sao cho trở thành một đoạn văn nó đúng với thứ tự của một đoạn văn. Thì để sắp xếp được nhanh thì các em chú ý đến các cái chữ cái ở đầu mỗi câu, tức là đây là các ký hiệu cho mỗi câu, thì các em sẽ sắp xếp theo các ký hiệu này để cho nhanh nhất, các em sẽ viết nhanh và vội. Chắc là một số em chúng ta đã viết xong rồi, thì các em quan sát đến phần đáp án của bài này như sau. Đầu tiên chúng ta xếp ý B trước. Một hôm kiến khát quá bèn bò xuống suối uống nước. D. Chẳng may trượt ngã, kiến bị dòng nước cuốn đi. A. Chim gáy đậu trên cây thấy kiến bị nạn, vội bay đi gấp một cành khô thả xuống dòng suối để cứu. C. Kiến bám vào cành cây thoát chết. Các em hãy quan sát đoạn văn. Tại sao thầy lại lựa chọn ý B để đặt vào vị trí đầu tiên? Chắc nhiều em đã phát hiện ra rồi. Thì ở đây các em quan sát có cụm từ một hôm. Một hôm ở đây là cụm từ chỉ về thời gian. Thì thời gian diễn biến của một câu chuyện có thể là thời gian xác định hoặc thời gian không xác định. Thời gian xác định, ví dụ như liệt kê cho chúng ta thấy về ngày, tháng, năm diễn biến của một câu chuyện thì đấy chính là thời gian xác định. Còn ở đây tác giả sử dụng từ một hôm thì đây chính là thời gian không xác định. Ngoài ra thì các em đã được đọc rất nhiều các câu chuyện ngoài cụm từ một hôm, có thể là gồm có cụm từ ngày nọ, ngày xưa, ngày sửa, ngày xưa. Đây đều nói về thời gian và là thời gian không xác định. Kiến khát quá bèn bò xuống suối uống nước. Đây chính là cái không gian mà diễn biến của câu chuyện. Đó là bên bờ suối. Vậy, ý B này chính là câu mở đoạn. Câu mở đoạn là câu nêu cho chúng ta biết về thời gian và không gian. Đối với việc chúng ta viết đoạn văn thì chúng ta có thể vận dụng cách viết này. Đó là nêu lên thời gian và không gian. Cũng có thể các em sử dụng bằng cách nêu lên đối tượng và hoàn cảnh diễn biến của một câu chuyện nào đó. Các em quan sát sang ý D. Vì sao thầy lại lựa chọn ý D đặt vào vị trí tiếp theo hay chính là vị trí thứ hai này? Thì ở ý D có cụm từ chẳng may trượt ngã. Chẳng may trượt ngã, đây chính là cái nguyên nhân mà kiến gặp nạn. Tiếp theo, kiến bị dòng nước cuốn đi. Đây chính là tai nạn của kiến, bị dòng nước cuốn đi. Vậy thì khi kiến gặp tai nạn thì có thể sẽ xảy ra hai cái hệ quả. Thứ nhất là kiến có thể bị chết. Thứ hai là kiến thoát chết. Kiến thoát chết thì cũng có thể gồm hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là kiến tự giải cứu mình. Hai là có một đối tượng khác giải cứu. Mà ở trong câu chuyện này thì các em tìm thấy cái đối tượng giải cứu kiến ở đây chính là chim gáy. Do vậy mà chúng ta lại lựa chọn ý A vào vị trí tiếp theo. Thì ở ý A này cho chúng ta thấy cái hành động cao cả cũng như cách thức mà chim gáy cứu kiến. Qua cách thức mà chim gáy cứu kiến, đó là thả cành khô xuống dòng suối, thì chúng ta thấy được sự thông minh của chim gáy.
Khi chúng ta cứu một ai đó, một có một hành động cứu ai đó, thì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ là chúng ta sẽ cứu họ như thế nào. Thì ở đây chim gáy rất thông minh, đó là chim gáy không lao xuống suối để cứu kiến. Bởi vì lao xuống suối cứu kiến có thể chim gáy cũng bị dòng nước cuốn đi và cũng có thể là bị chết. Ở đây chim gáy đã nghĩ ra cách, đó là thả cành củi khô, thả một cành khô. Thả một cành khô chứ không phải là thả một cành tươi. Khi thả một cành tươi xuống suối thì chim gáy sẽ không cứu được kiến cả. Bởi vì là khi thả cành tươi xuống thì chắc chắn là cành tươi sẽ chìm xuống dưới dòng suối. Chim gáy thả một cành khô xuống suối. Khi thả cành khô thì cành khô sẽ nổi trên mặt nước. Nổi trên mặt nước thì từ đó mà chúng ta suy luận được ra ý tiếp theo, đó chính là ý C. Kiến bám vào cành cây thoát chết. Đây chính là kết quả của hành động cứu kiến của chim gáy. Qua đó thì các em đã thấy được ý C cũng chính là câu kết của một đoạn văn. Và đây cũng là câu kết của một câu chuyện. Qua cái phân tích của thầy thì chắc các em đã mường tượng được ra cái kết cấu của một đoạn văn. Đối với bài này thì sau khi các em xếp sắp xong theo lần lượt, theo thứ tự của một đoạn văn thì thầy có thêm một yêu cầu, đó là chúng ta sẽ bỏ các ký tự ở đầu của mỗi câu này đi và các em sẽ nối các câu này lại để trở thành một đoạn văn. Nên là yêu cầu thêm đối với bài này để các em hình dung ra được đoạn văn, thể thức, hình thức một đoạn văn. Các em quan sát, đây là thầy đã sắp xếp xong một đoạn văn. Qua quan sát thì các em có nhận thấy điều gì ở cái đoạn văn này? Thì các em quan sát lên, bản thầy sẽ hướng dẫn các em về cái thể thức của một đoạn văn. Thì các em quan sát đoạn văn ấy, thì mở đầu là một câu mà chúng ta sẽ viết vào ô số 2 ở đầu câu thì chúng ta sẽ viết qua, và kết thúc của một câu thì chúng ta sẽ có dấu câu, đó là dấu chấm hoặc dấu chấm than, một dấu câu kết thúc nào đó. Một đoạn văn thì thường thì gồm có nhiều các câu ghép lại với nhau. Đây các em nhìn thấy đây có nhiều các câu ghép lại với nhau. Và vừa nãy chúng ta đã tìm hiểu là có 4 câu ghép lại với nhau. 4 câu ghép lại với nhau. Trong các câu này, các câu văn này phải thể hiện chung một nội dung. Nhớ các em, đoạn văn là các câu phải thể hiện chung một nội dung để làm toát lên cái ý nghĩa, cái nội dung của cái đoạn văn đó. Thì trong đoạn văn này thì các em thấy nội dung của đoạn văn này là kể về cái việc kiến bị gặp nạn và được chim gáy cứu như thế nào. Vậy thì để viết đoạn văn thì chúng ta nên làm như thế nào? Thì thầy sẽ giới thiệu với các em về cách thức mà chúng ta viết một đoạn văn. Đầu tiên là các em sẽ phân tích đề để các em tìm ra được cái điều mà các em muốn nói. Sau đó các em thể hiện qua các câu. Thầy giáo lấy ví dụ như các đoạn văn của bài vừa rồi thì các em thể hiện qua các câu, đấy có 4 câu thì chúng ta nên đặt ký tự thay cho A, B, C, D thì chúng ta có thể sử dụng ký tự là 1, 2, 3, 4 thì các em cứ viết các suy nghĩ của mình ra đã, sau đó các em sử dụng ký tự đấy, như thế này. Sau khi chúng ta viết ra xong thì các em sẽ xếp sắp lại đấy, các câu sao cho trở thành một trình tự hợp lý. Tại sao thầy lại yêu cầu các em làm thêm một cái thao tác này? Để khi các em viết đoạn văn là để khi các em lên lớp 4, lớp 5 thì các em sẽ viết một bài văn hoàn chỉnh. Thì trên cái cơ sở các em rèn luyện như thế này thì các em sẽ biết cách viết một dàn ý và từ chuyển từ cái dàn ý đó để trở thành một bài văn. Thì chúng ta nên làm cách này thì mai sau các em sẽ rèn tốt năng hơn và đoạn văn của các em sẽ được trau chuốt, được hay hơn. Sau khi xong các em sắp xếp xong rồi thì các em sẽ nhớ đến cái thể thức của một đoạn văn và các em viết đoạn văn, và đây là cái sản phẩm cuối cùng của quá trình viết đoạn văn của các em. Chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Bài 2 giới thiệu về bản thân. Thì đối với đề bài này thì chúng ta biết là giới thiệu về bản thân tức là bản thân của chúng ta, thì thầy có những cái gợi ý như sau. Để viết được đoạn văn giới thiệu về bản thân thì các em trả lời những câu hỏi như sau. Tên em là gì? Quê hoặc nơi ở của em ở đâu? Em học lớp nào, trường nào? Em thích những môn học nào? Ước mơ của em là gì?
Thì đối với các câu hỏi này thì các em sẽ chú ý và tìm cho thầy các cụm từ dùng để hỏi, tức là nhiều từ ghép lại với nhau dùng để hỏi. Tại sao thầy yêu cầu các em tìm các cụm từ dùng để hỏi? Các em sẽ gạch chân các cụm từ đó để mai sau các em sẽ học các kiểu câu, thì các em sẽ biết được à, cái cụm từ này nó thuộc kiểu câu nào. Từ đó là các em vận dụng được các kiểu câu vào trong tập làm văn. Cũng dựa vào các câu hỏi này mà các em chuyển từ câu hỏi trở thành câu trả lời để làm sao được một cái câu trả lời hay nhất và đúng nhất. Thì đây gồm có một số các cụm từ dùng để hỏi như là gì, ở đâu, nước nào, trường nào, những người nào. Đây là những cái cụm từ dùng để hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần mà thầy sẽ gợi ý các em một cách cụ thể hơn. Thứ nhất là giới thiệu về tên mình. Thầy lấy ví dụ, tên em là Nguyễn Hồng Hoa, còn tên em là gì thì các em biết vào. Thứ hai là quê em ở. Thì ở đây thầy lưu ý với các em cái từ quê thầy dùng ở đây là từ quê trong từ quê hương, tức là nơi mà các em sinh ra. Các em có thể đang ở Mường Khương nhưng quê em là ở một tỉnh khác chẳng hạn, thì các em sẽ biết cái tỉnh đó vào. Thầy lấy ví dụ quê em ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam chẳng hạn. Thì em ở ở đây tức là nhà ở hiện tại của em. Nếu bạn nào mà sinh ra và lớn lên và hiện giờ đang ở cùng một nơi thì các em sẽ dùng cái từ em ở, tức là cái nhà ở của các em. Thầy lấy ví dụ em ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ở đây thì thầy lấy ví dụ ngắn gọn, các em có thể cụ thể hơn. Ví dụ như các bạn ở vùng nông thôn thì các bạn có thể giới thiệu về thôn này, xã này, huyện, tỉnh. Nếu các em nào mà ở thị trấn Mường Khương thì lấy ví dụ ở thị trấn Mường Khương chẳng hạn, hay là ở những vùng mà chúng ta có số nhà thì chúng ta viết số nhà, tên đường và thị trấn hoặc là xã và huyện, tỉnh. Thì nếu các em biết được như thế thì càng tốt, còn nếu không thì các em viết ngắn gọn, đó là huyện và tỉnh và cũng đảm bảo. Nếu một em nào đó mà quê các em là một tỉnh khác và các em hiện đang ở Mường Khương, Lào Cai chẳng hạn, hoặc ở một tỉnh nào đó mà nơi các em sinh ra và nơi các em lớn lên là hai tỉnh khác nhau, thì theo ý của thầy thì các em nên sử dụng cả hai, cả quê em ở và nơi em ở, thì để cho câu văn đoạn văn giới thiệu của chúng ta đầy đủ hơn. Tiếp theo, các em giới thiệu về lớp và trường học của em. Thầy lấy ví dụ em học lớp 2A, trường tiểu học số 1, thị trấn Mường Khương. Em thích những môn học. Thì đây là các môn học mà các em yêu thích. Thì em yêu thích các môn học nào thì các em viết các môn học đó ra, các em liệt kê ra. Tuy nhiên thầy lưu ý với các em, thầy lấy ví dụ ở đây toán, tiếng Việt. Thì khi các em viết toán xong thì các em phải có phẩy đến tiếng Việt. Khi các em thích các môn khác nữa thì các em cứ sau một môn học thì các em nhớ là phải sử dụng dấu phẩy để chúng ta tách các môn học đó ra. Và lưu ý tên các môn học các em phải viết hoa. Viết hoa. Sau đó ước mơ của em. Thì ước mơ của em đây là cái ước mơ tương lai em định làm nghề gì. Định làm nghề gì thì các em thể hiện cái ước mơ của các em ra. Thì lấy ví dụ ước mơ của em là được làm cô giáo. Như vậy chúng ta đã xong cái đoạn văn về giới thiệu bản thân. Thì đoạn văn này chủ yếu thì chúng ta rèn các kỹ năng nói cho các em, để các em tạo cái điều kiện cái, các em sang đoạn văn viết. Thì để rèn được nói tốt hơn thì các em nên tìm một bạn nào đó trong lớp mà cùng khu ở với mình, hoặc là một bạn cùng khối lớp 2 với mình. Chúng ta sẽ cùng bạn làm bài tập này và cùng rèn cho mình kỹ năng giới thiệu, để khi gặp những cái tình huống, ví dụ như các em gặp bạn mới chẳng hạn, hoặc một gặp một người mới, thì các em biết cách giới thiệu về bản thân mình. Bây giờ các em sẽ chuyển sang bài tập số 3. Em hãy nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với mỗi tình huống trong tranh. Thì ở đây các em thấy thầy có hai tranh, tranh 1 và tranh 2. Thì các em quan sát để xem là các em nhận xem đâu là tranh mà chúng ta cần viết lời cảm ơn, đâu là tranh chúng ta cần lời xin lỗi. Chắc là bản thân các em cũng đã nhận ra rồi. Thì ở tranh số 1 thì
Ở đây là chúng ta viết lời cảm ơn. Còn bức tranh số 2, chúng ta viết lời xin lỗi. Đối với bức tranh số 1, chúng ta sẽ nhận thấy ở đây là một bạn gái đang nhận món quà là một con gấu bông từ người mẹ, cũng có thể từ một người cô hoặc từ một người bác gái, tùy các em suy luận nhìn nhận của các em mà các em có thể thể hiện bằng cái lời nói của mình sao cho phù hợp hay lời cảm ơn của mình phù hợp nhất. Đối với bức tranh thứ hai cũng tương tự như bức tranh số 1, cũng có thể là con đối với mẹ hoặc đối với một người thân nào đó. Thì ở đây bạn, đối với bức tranh số 2 thì các em quan sát thấy bạn ở đây đã làm rơi bình hoa và đang khoanh tay để xin lỗi. Thì ở đây có thể là bạn ấy đang xin lỗi mẹ, hoặc cũng có thể là cô, có thể là bác. Thì các em, do các em nhìn nhận, các em suy luận và các em viết đấy, lời xin lỗi sao phù hợp nhất. Thầy lấy ví dụ trong cả hai bức tranh này là đang mối quan hệ giữa con và mẹ. Thì đối với bức tranh số 1, chúng ta viết lời cảm ơn đấy, thì gợi ý thôi nhé. Lời cảm ơn các em có thể viết là thể hiện lời cảm ơn đơn giản nhất, đó là ví dụ như con xin lỗi mẹ. Đấy. Cách thứ hai là các em thể hiện cái cảm xúc của mình, cái cảm xúc của mình đối với việc mình nhận được cái món quà từ người mẹ, hoặc là mình nhận được một việc làm tốt của người thân đối với mình. Đấy. Các em thể hiện cái cảm xúc của mình ra, sau đó là một lời cảm ơn. Thầy lấy ví dụ con gấu bông rất đẹp, con cảm ơn mẹ. Đối với bức tranh số 2 thì cũng tương tự như bức tranh thứ nhất, thì các em có thể thể hiện lời xin lỗi đơn giản bằng một câu thôi. Để lấy ví dụ, con xin lỗi mẹ. Nhưng cũng có thể các em nêu ra cái nguyên nhân dẫn tới là việc các em bị phạm lỗi, sau đó các em xin lỗi. Để lấy ví dụ, do không cẩn thận nên con làm vỡ bình hoa, con xin lỗi mẹ. Thì mỗi người có cách xin lỗi mẹ khác nhau. Xin lỗi người mà chúng ta mắc lỗi khác nhau, cũng như thể hiện cái lòng cảm ơn của chúng ta đối với người thân khác nhau. Thì mỗi em hãy tự viết cho mình những lời cảm ơn, xin lỗi, để các em rèn cho mình cái khả năng giao tiếp, thể hiện cái tình cảm, cảm xúc của mình trong các cái hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta chuyển sang bài tập số 4. Em hãy nói lời cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống sau. Đối với bài tập này thì thầy chỉ và gợi ý, từ bài tập này trở đi thì thầy chỉ và gợi ý cho các em cách thức mà các em thực hiện, còn sẽ không có bất cứ một đoạn văn mẫu nào cho các em trong các bài tập tiếp theo. Bởi vì tất cả những bài tập này là chúng ta đã được học rồi, bây giờ các em ôn lại, thầy gợi ý lại cho các em mở rộng thêm một chút để các em viết đoạn văn hay hơn mà thôi. Thì đối với bài tập số 4 này thì ở ý A, cô giáo cho em mượn quyển sách. Ở ý B, bạn nhặt hộ em chiếc bút bị rơi. C, em mải chơi quên làm việc mẹ dặn. D, em nghịch đùa va phải một cụ già. Thì ở đây các em xác định cho thầy đâu là câu mà chúng ta cần phải viết lời cảm ơn, đâu là câu mà chúng ta cần phải viết lời xin lỗi. Thì đây là ý A và ý B, thì chúng ta thấy đây là lời cảm ơn, chúng ta cần phải thể hiện lời cảm ơn. Và ý C, ý D thì chúng ta sẽ thể hiện đây là lời xin lỗi. Thì bây giờ các em sẽ viết lời cảm ơn cũng như lời xin lỗi vào vở, sau đó là các em đến trao đổi với bố mẹ hoặc người thân để nhờ bố mẹ hoặc người thân, thứ nhất là kiểm tra hộ chúng ta về các lỗi chính tả, cái thứ hai là cách sử dụng câu, sử dụng dấu câu để làm sao các em hoàn thiện hơn về cách mà các em viết câu. Thì từ đó, từ cách viết câu này mà các em sẽ tạo cái tiền đề tốt cho các em trong việc các em viết đoạn văn. Và các bài tập sau thì cũng đều tương tự như thế, các em nhớ trao đổi với người thân, nhờ người thân kiểm tra cho các em, đồng thời sửa cho các em để làm sao dần các em hoàn thiện hơn về kỹ năng viết văn của mình. Chúng ta chuyển sang bài tập số 5. Viết câu cảm ơn, xin lỗi. Các em bây giờ sẽ nhớ lại một việc tốt mà người thân đã làm cho em, rồi viết câu cảm ơn vào vở và nói lời cảm ơn đó đến người thân. Thì ở đây thầy lưu ý cái việc tốt mà người thân làm cho em, ở đây thầy nhấn mạnh hơn về các cái việc mà người tốt làm cho em mà em cảm thấy ấn tượng nhất, ấn tượng sâu sắc nhất đối với em. Thì em hay viết cái lời cảm ơn đó vào vở, sau đó các em hay nhớ cái lời viết của mình đó, các câu viết của mình đó, các em đến và nói với người và đã làm những việc tốt đó với em.
các em hãy cứ thực hành dần dần, thường xuyên thì dần dần nó sẽ trở thành một cái thói quen tốt cho chúng ta, để chúng ta thể hiện cái tình cảm của mình đối với người thân. Tình huống thứ hai là các em hãy nhớ lại một việc làm mà em có lỗi với người thân, rồi viết lại câu xin lỗi vào vở và nói lời xin lỗi đó đến người thân. Đây, đối với con người thì không ai tránh khỏi sự mắc lỗi. Biết lỗi mà xin lỗi thì đó là người tốt, biết lỗi mà giấu thì đương nhiên đó là người xấu rồi. Thì thầy mong sao là tất cả các em biết lỗi, các em đều biết xin lỗi, thì các em hãy viết, hãy nhớ lại cái tình huống mà các em mắc lỗi với một ai đó, một người thân hoặc một ai đó, thì các em viết cái lời xin lỗi đó ra, cho đó các em đến với người mà các em mắc lỗi đó, kể về cái tình huống mà các em mắc lỗi, đồng thời nói cái câu xin lỗi. Chúng ta sang bài tập số 6. Viết đoạn văn ngắn 3 đến 5 câu về em và trường học của em. Thì từ những cái bài tập số 1 là chúng ta đã hình thành và biết cách để viết một đoạn văn, cho đến bài tập số 2, số 3, số 4, số 5 thì các em đã được rèn các kỹ năng nói, kỹ năng sử dụng câu vào hoàn cảnh nói. Thì đấy chính là một cái tiền đề để các em đến với bài tập số 6, đó là trở thành một cái đoạn văn viết, viết đoạn văn ngắn 3 đến 5 câu về em và mái trường của em. Thì các em đã được viết và được thực hành giới thiệu về bản thân và đã sơ qua về trường. Tuy nhiên ở bài văn viết thì chúng ta cần trau chuốt và tỉ mỉ hơn. Đấy, thầy có gợi ý như sau. Để viết được bài văn này thì các em cần phải trả lời được ít nhất là những câu hỏi sau. Em tên là gì? Tên là giới thiệu về bản thân mình. Em học lớp nào? Trường nào? Tình cảm của em đối với mái trường, với thầy cô và bạn bè ở trường. Thì đây thầy chỉ lưu ý với các em ở cái gợi ý thứ ba này. Gợi ý thứ ba này. Trong gợi ý thứ ba này thì gồm có 3 ý. Thứ nhất là các em thể hiện tình cảm của em đối với mái trường. Thì đối với mái trường các em có thể tả một hai câu về mái trường của em. Nếu em làm tốt có thể 3 câu thì càng tốt. Các em kể về quan cảnh trường này, hay là các khối phòng học này để các em kể ra, hay là khu vui chơi trong trường này. Thì đây là các em ấn tượng đối với cảnh nào trong trường thì các em nên tả một hai câu về cái mái trường của em. Sau đó là tình cảm của em đối với thầy cô. Đối với thầy cô dạy các em có tình cảm như thế nào? Thì các em hãy viết cái cảm xúc của mình ra. Và thứ ba là tình cảm của em đối với bạn bè trong trường. Đối với bài văn từ 3 cho đến 5 câu mà các em trả lời được toàn bộ các câu hỏi này thì nghĩ là các em đã có ít nhất là 5 câu rồi. Nếu em làm giỏi thì thêm 1, 2 câu, 3, 4 câu thì tùy các em trong các cái phần gợi ý của thầy để các em làm sao hoàn thiện hơn về bài làm của mình. Mời các em chuyển sang bài tập số 7. Viết đoạn văn ngắn 3 đến 5 câu kể về cô giáo hoặc thầy giáo cũ của em. Ở đây thầy lưu ý với các em là vì chúng ta kể về cô giáo hoặc thầy giáo cũ, tức là bây giờ các em đang học lớp 2 thì thầy giáo, cô giáo cũ của các em chính là các thầy cô giáo đã dạy các em hồi lớp 1. Thầy chỉ lưu ý với các em là chúng ta kể về thầy cô ấy thì có thể là thầy cô giáo chủ nhiệm lớp 1 hoặc là các thầy cô giáo dạy bộ môn, ví dụ như mỹ thuật này, âm nhạc hay là thủ công trong trường các em mà đã dạy các em hồi lớp 1. Thì các em ấn tượng với thầy cô giáo nào nhất thì các em viết ra để chúng ta có đoạn văn hay nhất. Thì để làm được cái bài tập này thì thầy có một số các gợi ý sau. Thứ nhất là các em phải trả lời được câu hỏi thầy giáo hoặc cô giáo em tên là gì, dạy em lớp mấy. Thì đối với câu hỏi này, sau khi các em giới thiệu về tên của thầy hoặc cô giáo ra thì các em nên, theo thầy bạn làm giỏi thì nên viết 1 đến 2 câu tả về cô giáo
thầy giáo. Chúng ta có thể đọc về hình dáng, đọc nói về tính cách của thầy cô giáo để cho cái câu văn, đấy, cái đoạn văn của chúng ta thêm sinh động. Thứ hai là thầy giáo hoặc cô giáo của em đã dạy em, giúp em những gì để em tiến bộ. Thì đối với câu hỏi này thì các em lưu ý cho thầy là chúng ta viết các hoạt động dạy học của giáo viên ở trên lớp, chúng ta kể lại, nhớ lại, kể lại các hoạt động dạy học của giáo viên ở trên lớp đối với bản thân mình. Các em nhớ là đối với bản thân mình, cũng có thể các em kể thêm đối với cả lớp đấy, để làm sao tất cả các bạn học sinh trong lớp cũng như bản thân mình học tập ngày một tiến bộ. Thì cô giáo có những hoạt động nào ví dụ như ân cần chỉ bảo cho các em, sửa lỗi cho các em kịp thời hay các hoạt động khác thì các em hãy kể ra. Gợi ý thứ ba, em muốn làm gì để tỏ lòng biết ơn thầy giáo hoặc cô giáo? Đối với em đã làm gì để tỏ lòng biết ơn thầy giáo hoặc cô giáo thì cách thể hiện của mỗi người là khác nhau. Cũng có bạn thể hiện bằng cách làm một cái sản phẩm nho nhỏ nào tặng cho cô giáo chẳng hạn để chúng ta thể hiện cái lòng biết ơn. Cũng có những bạn thì thể hiện lòng biết ơn bằng cách là chúng ta chịu khó chăm chỉ học tập, nghe theo lời của thầy cô để chúng ta học tập, để chúng ta tiến bộ, chúng ta dành cho cô giáo những cái bài nào mà chúng ta được điểm tốt nhất. Thì đây cũng chính là cách thể hiện cái lòng biết ơn của các em đối với thầy cô. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 8. Viết đoạn văn ngắn 3 đến 5 câu nói về việc em giúp đỡ ông, bà hoặc người thân. Thì ở đây thầy có thể mở rộng hơn cho các em là các em có thể viết về bạn, về bạn hoặc đối với hàng xóm hay bất cứ một người nào mà các em đã làm được một việc tốt dành cho họ. Để làm được cái đề này thì các em chú ý đến một số các gợi ý như sau. Thứ nhất, ông bà hoặc người thân của em đang làm gì? Đây chính là cái hoàn cảnh dẫn tới cái việc mà chúng ta giúp đỡ đấy, ông bà hoặc người thân. Chúng ta là học sinh lớp 2 còn nhỏ nên các em có thể làm những việc làm đơn giản, bé nhỏ nhưng có ý nghĩa, thì đấy đều là những việc tốt. Thì có thể là chúng ta viết về bà chẳng hạn, bà em đang dọn dẹp nhà cửa chẳng hạn. Hay là viết về mẹ, mẹ em đang nấu cơm, đấy là đều là các hoàn cảnh. Hay là viết về ông em đang trồng cây, đúng không? Thì đấy là các cái hoàn cảnh để dẫn tới cái việc làm của các em giúp đỡ ông bà cha mẹ. Đến cái gợi ý thứ hai là em đã làm những việc gì để giúp đỡ ông bà hoặc người thân. Thì đây là việc làm của chúng ta để giúp đỡ trong cái hoàn cảnh mà ông hoặc bà hoặc người thân đang làm việc. Như đây thầy lấy ví dụ, một ví dụ thôi. Ví dụ như mẹ em đang nấu cơm chẳng hạn. Một hôm mẹ em đang nấu cơm, em vào bếp cùng giúp mẹ nấu cơm, em giúp mẹ nhặt rau. Đấy, ví dụ nhặt rau, các em kể các công việc các em có thể giúp mẹ được trong quá trình nấu cơm. Thì đấy cũng là một cái việc rất là tốt, đây là một việc nhỏ nhỏ rất tốt, rất ý nghĩa. Hoặc là đối với bà quét nhà đấy, thì đang dọn dẹp nhà cửa, bà thì yếu rồi, chúng ta có thể giúp bà ví dụ như lau bàn ghế này, quét nhà, đấy cũng là một việc tốt. Thì các em kể những cái việc mà các em giúp ra. Ở đây thì thầy thấy là có nhiều bạn, qua quá trình dạy học thì thầy thấy có nhiều bạn là kể cả về cái hoàn cảnh đấy, cái gợi ý đầu tiên này, cái hoàn cảnh bố mẹ đấy, ông bà người thân khác bị ốm thì các em chăm sóc, đấy cũng được, các em sử dụng hoàn cảnh đó cả cũng được. Gợi ý tiếp theo, ông bà hoặc người thân đã tỏ ý hài lòng thế nào? Đây chính là cái sự thể hiện của người thân đối với bản thân mình. Có thể người thân thể hiện bằng một lời nói, ví dụ như bà cảm ơn cháu, cháu rất là ngoan chẳng hạn, đấy chúng ta có thể viết lời nói của bà ra. Hoặc là mẹ cảm ơn con nhé, con gái mẹ thật là ngoan, cũng được. Tuy nhiên thì các em cũng có thể quan sát, có thể nhiều người thân của chúng ta chưa chắc đã nói lời cả, nói lời
tỏ lòng sự hài lòng của mình đối với việc làm của mình, không nói thành lời nhưng lại biểu hiện ra bên ngoài, ví dụ như vui vẻ chẳng hạn, thì các em cũng biết cái biểu hiện đó ra, thì đấy cũng chính là cái người thân tỏ ý hài lòng về việc làm của mình. Thầy lưu ý với các em đấy. Sau đó các em phải lưu ý là cuối cùng là các em cảm thấy thế nào khi đã giúp được ông bà người thân. Đây chính là cái cảm nhận của mình sau khi mình làm được một việc tốt. Khi mình làm một việc tốt, mọi người đều vui vẻ, đương nhiên trong tâm trạng của mình cũng vui vẻ, thì các em vui vẻ đấy, thì các em thể hiện như thế nào đấy, các em có cảm xúc ra làm sao thì các em hãy viết một hai câu đấy, về điều đó. Thì thầy lưu ý với các em trong tất cả các bài để giáo viên hướng dẫn của các em hôm nay, từ bài tập số 2 cho đến bài tập số 8, thì các em lưu ý sau khi các em làm xong, các em nhớ đọc cho người thân nghe, đọc cho người thân nghe và nhờ người thân sửa hộ những câu từ để làm sao mà các em hoàn thiện hơn về cách viết đoạn văn của mình, cũng như cái đoạn văn mà các em viết ra được trở nên sinh động hơn. Kết thúc tiết học thì thầy chúc các em chăm ngoan học giỏi, cố gắng trong thời gian nghỉ tránh Covid-19 này thì các em hãy ôn lại những cái đề văn, những cái bài văn để làm sao các em không quên kiến thức, mà có thời gian nghỉ cùng với bố mẹ, gắn kết cùng bố mẹ và các em lại có thêm thời gian để hoàn thiện hơn cách viết đoạn văn của mình.